Cùng ngồi ghế ngoại đàn trị, Lâm Châu hướng gạch đá vì thái độ kênh kiệu, Mai Ngô được khen tinh tế. Nhiều cộng đồng mạng so sánh thái độ của Lâm Châu và Mai Ngô trong phòng loại có nhiều sự khác biệt. Bên cạnh kết quả chung cuộc, bước vào chung kết thì Spotlight tập 9 sơ New Mentor thuộc về Lâm Châu, với màn thể hiện nhiều tranh cãi khi nằm trong tay quyền loại của New Mentor, học trò Hà Hồ nhận về phản ứng dữ dội từ phía người xem. Nhiều ý kiến cho rằng Lâm Châu có thái độ vinh vào không tôn trọng các đàn trị khi bước ra phòng loại. Nam Châu thể hiện rõ sự tự mãn của người chiến thắng, thậm chí còn gọi thẳng đến Hương Giang bông chuẩn mà không kèm trị. Nam Châu trở thành tâm điểm chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng người mẫu 2K3 nên biết tiết chế thái độ trước khi được người khác công nhận về trình độ của mình. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn so sánh lâm Châu với Mai Ngô khi ngồi vào ghế loại của New Mentor và mong muốn Nam Châu học hỏi đàn trị. Cụ thể trong tập 8, Tim Thanh Hằng giành chiến thắng với vai trò New Mentor. Mai Ngô cùng Thanh Hằng có quyền chọn thí sinh ra về. Khoảnh khắc Mai Ngô nằm trong tay quyền lực Ở tập trước được cư dân mạng đào lại Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nữ người mẫu Vì thái độ từ tốn, thẳng nhưng không kiêu Ngoài ra khi xong phần loại Mai Ngô chủ động đứng lên để lắng nghe những chia sẻ Chỉ chi tiết này Mai Ngô được dân mạng khen tinh tế Và có sự tôn trọng với các đàn chị Nhiều người cho rằng Lâm cho nên biết tiết chế thái độ Trước khi được người khác công nhận về trình độ của mình